Kênh Lưu Bình Vlog kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp trở lại quý cô chú anh chị và các bạn trong một video tiếp theo. Dạ hôm nay là buổi trưa vào lúc 11 giờ 5 phút ngày 30 tháng 7 năm 2024. Như vậy là chúng ta chuẩn bị bước sang một cái tháng mới nữa rồi các anh chị. Thời gian phải nói là trôi nhanh quá, quá nhanh các anh chị. Ngày mai là tháng 8, ngày mai là còn 31 các anh chị. Như vậy là ngày mốt là bắt đầu là ngày 1 tháng 8, bước qua cái tháng mới rồi. Dạ để mở đầu video buổi trưa ngày hôm nay, Lưu Bình Vlog mến chúc quý cô chú anh chị và các bạn luôn luôn mạnh khỏe, bình an và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Hiện tại thì Bình đang có mặt tại đường Nguyễn Văn Trỗi. Ngày xưa là đường Cách Mạng, ngày 1 tháng 11, thuộc khu vực quận Tân Bình, Sài Gòn. Bên kia đường là thuộc cái khu vực quận Phú Nhuận các anh chị. Hướng đi trước màn hình các anh chị, chúng ta sẽ lên cầu Công Lý, ra cái đường Công Lý ngày xưa, nay là Nam Kỳ Khởi Nghĩa, ra cái trung tâm quận 1 Sài Gòn. Còn hướng chiều ngược lại sau lưng Bình là cái hướng ra cái đường Võ Tánh ngày xưa, nay là đường Hoàng Văn Thụ, ra phi trường Tân Sơn Nhất các anh chị. Và trong cái video buổi trưa ngày hôm nay, kính mời quý cô chú anh chị và các bạn tiếp tục cập nhật cuộc sống Sài Gòn ngày nay. Hôm nay thì chúng ta sẽ cập nhật ngay cái trung tâm Sài Gòn. Chúng ta sẽ đi trên cái con đường Nguyễn Văn Trỗi này, lên cầu Công Lý, đường Công Lý, rồi ra cái khu vực trung tâm quận 1. Dạ, rồi chắc sau đây mời quý cô chú anh chị và các bạn chúng ta sẽ bắt đầu đi. Sài Gòn thì hôm qua nay thời tiết thì nắng các anh chị, nắng nóng. Có mấy tuần trước thì chờ thì âm u. Mình thấy bên tay phải bên đây có nguyên một cái mặt bằng khá là lớn các anh chị, dán chằng chịt mấy cái bảng quảng cáo cho thuê mặt bằng, cho thuê nhà. Còn cái tình hình hiện nay là cái làn sóng phá sản, đóng cửa trả mặt bằng nó chưa có hồi kết các anh chị. Diễn ra phải nói là rất là nhiều ở cái khu vực trung tâm Sài Gòn. Mình thấy bên tay phải khúc ở trên đây cũng có một cái mặt bằng cũng rất là lớn. Đó các anh chị thấy, nguyên một cái mặt bằng khá là lớn các anh chị. Cái tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi này là một cái trục lộ, chính các anh chị. Có từ mà phi trường Tân Sơn Nhất đi về cái trung tâm quận 1 Sài Gòn. Ngày trước thì nhộn nhịp lắm các anh chị, ngày nay thì không bằng. Ngày nay thì vắng, đó các anh chị thấy rồi. Đó hàng loạt những cái mặt bằng đóng cửa, trả mặt bằng ở trên cái tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi này. Đó bên kia đường cũng vậy đó các anh chị, hai bên đường luôn. Đó cái con đường Nguyễn Văn Trỗi này ngày xưa là đường Cách Mạng, ngày 1 tháng 11 là cái ngày mà xảy ra cái biến cố giữa đệ nhất và đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa đó các anh chị. Ngày xưa thời tiết hiện nay các anh chị thấy không, rất là nắng, nắng nóng hôm qua nay. Hiện nay là các anh chị đi trên cái con đường Nguyễn Văn Trỗi đi thẳng ra cái đường Công Lý, Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Các anh chị thấy là rất là nhiều cái tòa nhà cao ốc các anh chị. Phải nói là cái ảnh hưởng cái tình hình suy thoái kinh tế toàn cầu các anh chị, nó từ năm 2023 nó kéo dài cho đến nay luôn các anh chị. Dự báo là cái tình hình kinh tế là còn khó khăn hơn nhiều. Các anh chị thấy là hiện nay rất là nhiều cái doanh nghiệp, cửa hàng rồi mặt bằng đóng cửa trả mặt bằng rất là nhiều các anh chị. Nhiều cái con đường mà sầm uất bán buôn hôm nay nó vắng vẻ một cách lạ thường các anh chị.
đặc biệt là trên cái con đường Nguyễn Văn Trỗi, con đường Công Lý này. Đó, ngày xưa nhộn nhịp lắm các anh chị, toàn là building không. Theo cái tổng cục, theo mình cập nhật cái số liệu mà tổng cục thống kê thì doanh nghiệp mà đóng cửa tạm ngưng trả mặt bằng đó các anh chị, trong cái 6 tháng đầu năm 2024 là hơn 90.000 doanh nghiệp. Đó, bên kia đường nó cũng một cái mặt bằng đóng cửa, dán cái bảng cho thuê mặt bằng đó các anh chị. Sức mua thì giảm, người tiêu dùng thì ai ai cũng thủ cái túi tiền của mình hết, cho nên là đã tiết kiệm hơn rất là nhiều. Đó, đây là ngay cái đường ray xe lửa nè các anh chị, cái hướng đi về ga Hòa Hưng á. Số công nhân thất nghiệp thì cũng vẫn tiếp tục tăng, đặc biệt là công nhân lớn tuổi các anh chị. Rồi cái số mà công nhân mà thất nghiệp chuyển sang là chạy ráp ngày càng đông các anh chị. Đó, chạy xe công nghệ, xe ôm á. Đó, trên đường đi các anh chị thấy rất là nhiều bạn thanh niên, anh thanh niên chạy xe ráp rất là nhiều các anh chị. Ở đây là cái đường, cái ngã tư đường Nguyễn Đình Chính các anh chị, Nguyễn Đình Chính, chạy xe ráp các anh chị thấy trên đường quá trời. Trong khi đó cái nhu cầu mà vận chuyển thì ngày càng giảm, mà dẫn đến là cái tình trạng mà ráp cũng bỏ nghề các anh chị. Người thì xin vào, người thì bỏ nghề. Có nhiều người là có bằng đại học đó các anh chị, có bằng đại học nhưng vẫn chạy ráp. Số lượng người hiện nay thì cái số lượng người dân vô gia cư và thậm chí là có nhà cửa các anh chị, nhưng hàng đêm là ra ngoài đường là xin từ thiện ngày càng đông. Các anh chị nào mà ở Sài Gòn có thể là hàng đêm đi thử trên những cái con đường như là đường 3 tháng 2, đường Hồng Bàng, quận 5, quận 6 đó các anh chị, đường Phan Đình Phùng, Phan Đăng Lưu, Trường Chinh, hay là đường Cộng Hòa, rất là nhiều tuyến đường. Đó, cửa hàng đêm là ra ngoài vỉa hè, ở trên những cái cầu đó các anh chị, là xin ăn từ thiện. Đó, đây là ngay cái đường Trần Huy Liễu. Trần Huy Liễu, con đường Trương Tấn Bủ ngày xưa đó các anh chị. Con đường này cũng thường xuyên xảy ra kẹt xe các anh chị, giờ cao điểm. Từ phi trường sân bay Tân Sơn Nhất đi về cái trung tâm Sài Gòn mà các anh chị, nên là cái lưu lượng xe trên cái đường này rất là nhiều. Mình thấy bên tay phải bên đây tiếp tục, để mình quay cái cam qua cho các anh chị xem. Đó, để nguyên một cái bảng chà bá luôn, ủa, nhà mấy tấm luôn các anh chị, nhà rất là đẹp. Có nhà cho thuê tầng trệt, tầng 1, nó có số điện thoại liên hệ luôn. Có mặt tiền đẹp không đó các anh chị. Các anh chị nào mà có nhu cầu thuê thì mình liên hệ. Đó, các anh chị thấy là trên đường, là hai bên đường luôn nha các anh chị. Mình không có tiện là quay camera qua bên kia. Ở bên kia cũng nhiều cái mặt bằng các anh chị thấy là để trống, dán mấy cái bảng mà cho thuê mặt bằng, cho thuê nhà rất là nhiều. Chủ yếu là mình cập nhật cái hướng bên tay phải bên đây thôi, chứ bên kia cũng nhiều lắm các anh chị, bên đường. Sẵn mình nhắc ngoài lề một chút nha các anh chị. Mình xin phép nhắc ngoài lề một chút. Quý cô chú anh chị và các bạn nào xem video mà chưa đăng ký kênh, xin đăng ký kênh giúp mình. Và nhớ là bật chuông thông báo nha các anh chị, để khi kênh Lưu Bình Vlog có cái video mới nhất á, thì các anh chị là người mà nhận cái thông báo đầu tiên. Đây là ngay cái ngã tư đường Huỳnh Văn Bánh, con đường Nguyễn Huỳnh Đức ngày xưa đó các anh chị, Nguyễn Huỳnh Đức. Đó, qua cái ngã tư này là chúng ta sẽ đi lên cây cầu Công Lý. Đó, các anh chị thấy là building không? Qua bên cái đoạn đường bên đây là thuộc cái đường Công Lý rồi nè các anh chị, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Đó, hiện nay thì cái số lượng thất nghiệp rồi dành dụm được một chút các anh chị, dành dụm được một chút. Rồi lo lắng là vì không biết làm cách nào mà để kiếm tiền. Đó, cho nên là bắt đầu
mở buôn bán kinh doanh quán xá, dẫn đến là cái tình trạng là trên một cái trục đường các anh chị thấy là có hàng chục cái quán bán buôn bán ế ẩm vắng vẻ đó. Đây là cái cầu Công Lý nè các anh chị. Cầu Công Lý là cũng được mở rộng sau này, nó bắt qua cái kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè. Ở bên tay phải màn hình các anh chị nhìn xa xa đó có một cái tháp, đó là cái chùa Vĩnh Nghiêm, một cái chùa rất là nổi tiếng ở khu vực quận 3. Chúng ta đang đi trên cái khu vực quận 3 các anh chị, quận 3. Cái kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè này mấy tháng trước cũng rác quá chờ các anh chị. Đây bên tay phải đây là chùa Vĩnh Nghiêm. Chắc mình sẽ ngừng lại một chút để cho các anh chị xem. Chùa Vĩnh Nghiêm rất là nổi tiếng. Chắc đa số quý cô chú anh chị chắc cũng biết. Thập niên 80-90 đó, chùa diễn viên Lê Công Tuấn Anh đó các anh chị. Đó là tổ chức ở ngay cái chùa này, rất là đông. Ngay thời điểm đó Bình có nữa các anh chị, Bình có đi nữa lúc còn nhỏ. Đó, đây là ngay cái khu vực cái sân. Ồ, quá chờ cái chim bồ câu luôn các anh chị. Đó, ngay cái giữa trung tâm cái sân chùa là Mẹ Quan Âm. Đó. Rồi cái chùa Vĩnh Nghiêm chắc hẹn các anh chị chắc các video sau chắc mình sẽ vào vào viếng chùa Vĩnh Nghiêm, gửi hình ảnh đến quý cô chú anh chị. Chùa Vĩnh Nghiêm có lâu rồi các anh chị, rất là nổi tiếng. Thờ mà diễn viên Lê Công Tuấn Anh mất đó các anh chị, là tổ chức ở đây nè, rất là đông. Thời điểm đó hình như mình nhớ là cái cổng chùa muốn sập luôn các anh chị. Khán giả hâm mộ ta leo lên, cái đông quá đó, ta leo lên muốn sập cái cửa luôn. Đó bên kia là hình như là cũng cái gì ta, bên đó cũng dạng cái kiến trúc cũng giống chùa đó các anh chị, đạo tràng gì mình thấy để cái bảng đỏ đỏ. Dạ rồi, chắc mình đi tiếp trên cái đường Công Lý này nha các anh chị. Đó các anh chị thấy là trên đường Công Lý các anh chị thấy là building không, quá chờ. Ngày trước là nhà trệt không ấy chứ. Bên đây tiếp tục. Đó các anh chị thấy một cái mặt bằng đó, để nguyên một cái chữ Chà Bá Lửa luôn, cho thuê nhà. Đó, cái nhà này các anh chị thấy chiều ngang chắc chừng khoảng 3 mét rồi các anh chị, nhỏ xíu à, mà tới mấy tầng lầu luôn. Đó các anh chị thấy là hiện nay cái tình trạng đóng cửa trả mặt bằng buôn bán ế ẩm, phá sản, trả mặt bằng nhiều lắm ngay cái trung tâm Sài Gòn các anh chị. Đây khúc trên này nữa nè, 2-3 căn liền luôn nè các anh chị. Đó, và đặc biệt là những cái căn này trả mặt bằng mà không có ai ở, những cái cửa đó các anh chị là dễ bậy, dễ quá chờ luôn nè. Đó liên tiếp mấy căn liền luôn nè các anh chị. Đó, cho thuê mặt bằng không á, đóng cửa trả mặt bằng. Mà mấy cái người mà dễ bậy là vừa rồi là phát hiện là mấy cái người nước ngoài các anh chị. Đó, ở đây tiếp tục một cái mặt bằng rất là lớn. Cái này giống như là cái để Bình có cái chiếc xe hơi này ngay chỗ này khó quay các anh chị. Đó, ngay chỗ này các anh chị thấy nhà máy tắm luôn. Đó, cái thẩm mỹ đó các anh chị. Đó, thẩm mỹ quốc tế Linh Anh. Đó, đóng cửa trả mặt bằng. Hiện nay là thẩm mỹ là đóng cửa nhiều lắm ở trên cái đường 3 tháng 2. À, con đường Trần Quốc Toản ngày xưa đó các anh chị, nguyên có giải đó là hình như là 5-6 cái thẩm mỹ là đóng cửa. Mà thẩm mỹ viện này cũng nghe nói nhiều lắm các anh chị, thấy xem trên TV. Hôm qua Bình xem ở trên TV cũng một cái chị đi hút mỡ bụng hay gì đó. Trời ơi, cái bụng đó, các anh chị thấy là nguyên một cái vết dạng mà phản ứng thuốc á. Đó, một cái mặt bằng tiếp tục cho thuê nhà nguyên căn. Ở đây thì nó hơi lạ, cái bảng màu vàng chữ màu xanh các anh chị, cứ thường thường mình thấy cái bảng màu đỏ không à. Đó, ngay cái cửa đó các anh chị thấy rẻ quá trời rẻ luôn. Đó, nhà bây giờ mà cái nhà nào mà không ai ở mà đóng cửa vậy là rẻ tùm lum hết. Hôm qua mình xem trên TV
cho nên là các anh chị thấy cái chị đó ngay cái bụng trời ơi, nguyên một cái vết luôn, các anh chị hút mơ bụng quá. Ở bên kia cũng vậy, cho nên là quý cô quý chị nào mà có đi, mình nên đi những cái tiệm mà thẩm mỹ nó có uy tín, cái gì đi tràn lan rất là nguy hiểm, nó ảnh hưởng đến cái tính mạng nó rất là nguy hiểm. Mà mấy cái thẩm mỹ viện này dạo này nói nhiều lắm nha các anh chị, xem ở trên TV nghe nói nhiều lắm, nâng mũi nâng mặt gì tùm lum nghe nó ấy, chiếu lên TV rất là nhiều, ảnh hưởng đến tính mạng cũng có các anh chị. Đây là ngay cái giao lộ ngã tư đường Điện Biên Phủ nè các anh chị, ngay cái góc này các anh chị thấy một cái mặt bằng nó cũng đóng cửa đó các anh chị, không biết ngay chỗ này là cái gì mình cũng quên rồi. Cái Điện Biên Phủ này chỉ có một chiều thôi, cái hướng bên trái là đi về cầu Sài Gòn đó các anh chị, cầu Điện Biên Phủ đó. Đó, giờ này trưa là nắng nóng rồi các anh chị, liên tục mấy tuần thời tiết nó âm u do cái ảnh hưởng bão đó các anh chị. Sáng sớm trưa giờ nó mát, có hôm qua nay bắt đầu là chờ nó nóng lại. Đó, các anh chị thấy đi trên đường này là xe hơi không, đó, từ sân bay phi trường Tân Sơn Nhất ra đó các anh chị, đó, đi về trung tâm Sài Gòn. Bên kia đường nữa nè, đó, bên kia đường nguyên một cái dải mặt bằng là các anh chị thấy đóng cửa, để bình lia cái camera qua cho các anh chị xem qua chờ. Đó, bên đường các anh chị thấy là nguyên một dải luôn, đó, rạng biển nè, rạng biển năm ngay cái giữa các anh chị thấy còn cái khung không à, để chống để hoang luôn. Kế tiếp là dán chằn chịt mấy cái bảng quảng cáo là cho thuê mặt bằng, cho thuê nhà đó các anh chị thấy không, rất là nhiều ở trên cái con đường Công Lý này, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, building thì quá chờ. Trên đường này ngày xưa là quán cà phê cũng nhiều lắm các anh chị, giờ cũng dẹp bớt hết rồi. Rồi mình tiếp tục mình đi. Mưa con người mình cũng kỳ, mưa nhiều cũng nói, mà nắng cũng nói các anh chị. Đây. Ở ngay chỗ này bên tay phải màn hình các anh chị, các anh chị thấy kinh khủng thiệt. Đó, dán chằng chịt cái bảng quảng cáo luôn. Đó. Cho thuê nhà, cho thuê mặt bằng chính chủ. Cái này là ngay cái mặt bằng này là nha khoa các anh chị. Nó thẩm mỹ với là nha khoa bây giờ đóng cửa cũng nhiều. Đó các anh chị thấy. Cũng vẽ ngay chỗ cái cửa cũng vẽ tầm bậy mà mình không biết vẽ cái này là cái gì, mình không hiểu. Không biết có anh chị nào biết không, comment cho quý khán giả được biết, mình không hiểu đó là vẽ gì, mình không hiểu. Dạ rồi mình đi tiếp nha các anh chị. Quá chờ luôn. Các anh chị thấy là ngay cái trung tâm Sài Gòn luôn á. Bên tay phải nữa nè. Đó mình thấy đóng cửa nữa nè các anh chị. Đóng cửa nhiều lắm ở ngay cái đoạn này, đó bên kia đường nữa nè các anh chị. Đó. Đây, bên tay phải màn hình các anh chị view một cái dải luôn. Đó, đây là một cái quán ăn, quán nhậu, quán hải sản nè các anh chị. Rạng biển. Đó, nguyên một dải luôn các anh chị thấy. Rạng biển năm như bên kia đường luôn các anh chị, đóng cửa chung với cái này luôn nè. Nguyên một dải luôn. Đó, bây giờ là quán xá, quán nhậu, quán ăn gì các anh chị thấy cũng buôn bán cũng ế ẩm. Đó, cuối cùng là phá sản trả mặt bằng. Đó, đặc biệt là quán nhậu các anh chị, quán nhậu bây giờ là đóng cửa nhiều lắm. Do cái kiểm tra nồng độ cồn căng quá đó các anh chị. Bây giờ là các anh giờ cũng sợ đi nhậu. Đó. Cho nên là quán xá cũng dẫn đến là cũng ế ẩm. Rồng mà trả tiền thuê mặt bằng mấy cái này, mấy cái điểm này ngay cái đất vàng của trung tâm Sài Gòn đó các anh chị, thuê là biết bao nhiêu, hàng trăm triệu đó các anh chị. Ở trên là nguyên một dải luôn nè. Rồng ránh trả mặt bằng chịu không nổi rồi trả. Đó, bên kia đường nó nguyên một dải luôn đó các anh chị. Đó. Quá trời rồi. Một nhà lầu không, cao ốc không, building. Đó, nguyên một dải, bên kia cũng nguyên một dải luôn. Dán cũng mấy cái bảng quảng cáo là cho thuê nhà.
Rạn biển năm này ở đường này tới hai cái, bên kia đường lại chúng ta đi qua đó các anh chị, một cái đây một cái nữa là hai, cuối cùng trả mặt bằng đó. Cũng tiếp tục là vẽ vẽ bậy nè các anh chị, vẽ quá trời luôn, ngay chỗ cái đại lộ Lê Lợi, ngay cái trung tâm quận 1 các anh chị cũng vẽ giống vậy nè, mà mình không biết mấy cái chữ này là chữ gì, ý nghĩa là dễ gì mình không biết. Là phát hiện là ba người nước ngoài, một nữ hai nam các anh chị, mà bắt rồi mà không biết là xử lý như sao thì mình không biết, không có nghe thông tin. Đó nguyên một cái dãy này các anh chị thấy đóng cửa toàn bộ quán ăn, quán nhậu, quán cà phê, nó nguyên một dãy luôn. Đó, cái cửa nào cũng vẽ hết các anh chị. Rồi vừa rồi cái cầu cầu Ba Son cũng vẽ quá trời vẽ, nguyên một dãy luôn, các anh chị thấy kinh khủng không? Hiện nay các anh chị thấy là buôn bán cái gì cũng khó khăn hết các anh chị, tình hình kinh tế khó khăn, ai cũng tiết kiệm hết, lo cái ăn cái ở không, đặc biệt là công nhân lao động thất nghiệp quá trời, giờ cũng tiết kiệm các anh chị, lo ăn lo lo thuê phòng, trả tiền phòng trọ không cũng mệt. Đó, xe công nghệ nè các anh chị, nó giao hàng nhanh, xe ráp. Đây là ngay cái ngã tư đường đường Trần Quốc Toản các anh chị, Trần Quốc Toản. Chúng ta sẽ đi thẳng trên cái con đường này, ở bên tay phải màn hình các anh chị, đây là hình như là cái bệnh viện gì đó, bệnh viện Đông y gì đó các anh chị, khoa khám bệnh. Đó, tiếp tục đây nữa nè các anh chị thấy không, đóng cửa quá trời. Ồ, cái đường này đi thẳng ra là ra ngay cái đại lộ Lê Lợi luôn đó các anh chị, Nam Kỳ Khởi Nghĩa này nè. Còn ngay chỗ này hình như là đường Võ Thị Sáu các anh chị, con đường Hiền Vương ngày xưa đó, chắc Bình sẽ rẽ vào cái con đường Võ Thị Sáu, con đường Hiền Vương ngày xưa này. Đi thẳng thì hiện nay các anh chị khúc trên mình thấy là kẹt xe đó, ngay chỗ này nè cũng vậy nè các anh chị, không biết cái này là cái để nguyên cái logo kim cương, bán kim cương gì vậy. Chắc mình sẽ rẽ tay phải, mình đi vào cái con đường Hiền Vương, nó đi thẳng ra là chúng ta sẽ ra ngay cái đại lộ Lê Lợi các anh chị, ra ngay cái khu vực trung tâm chợ Bến Thành. Khúc trên thì hay kẹt xe lắm các anh chị, tại đường nó hẹp đó, nó hay kẹt xe lắm, nên mình đi vào cái con đường Võ Thị Sáu. Con đường Võ Thị Sáu này cũng trả mặt bằng cũng nhiều lắm các anh chị. Đó, con đường Hiền Vương ngày xưa, đi thẳng ra là chúng ta sẽ ra ngay cái ngã sáu Dân Chủ. Đó, con đường Võ Thị Sáu này là có một chiều các anh chị, cái chiều cái hướng đi về cái ngã sáu Dân Chủ, đi bán mấy cái đồ gì mà sành thứ quá trời. Còn nếu mà cái hướng ngược lại là đi trên cái con đường Võ Thị Sáu này là ngay cái đường Đinh Tiên Hoàng các anh chị, Đinh Tiên Hoàng ra cái đường Lê Văn Duyệt á, cầu bông rồi đó, bán mấy cái bình sứ, bình thủy tinh nè, những bình rượu đó, đó quy một cái dãy này các anh chị thấy nè, tiếp tục nè. Đó, nhà hàng đó các anh chị, đó đây là cái nhà hàng nè, cuối cùng các anh chị thấy cũng đóng cửa. Ở ngoài đây, ngoài mấy cái cửa cuốn này các anh chị thấy là cũng vẽ lung tung hết, vẽ qua cho vẽ hương vị gì đây, hương vị Việt gì đó. Nhà hàng giờ cũng đóng cửa các anh chị, quán ăn nhà hàng đóng cửa quá trời. Đó, bên kia đường nữa nè cánh gì, nó tiếp tục là một cái quán ăn nữa đó, nó tiếp tục là đóng cửa nữa.
trên cái đường Hiền Vương này, các anh chị nhìn cái mảng xanh đẹp quá ha. Mà mấy cái cây này là có, sau này các anh chị có vào cái khu vực quận 5 nó có một số cái tuyến đường, các anh chị thấy là còn những cái hàng cây cổ thụ rất là cao, rất là lớn các anh chị. Đó, bên trái đây trường Lê Quý Đôn. Đó, nguyên một dãy đó, đóng cửa luôn đó các anh chị. Ở bên bên ngay cái trường đó. Đóng cửa quá trời. Là tiếp tục bên đây nữa nè. Đó, ngoài mặt tiền các anh chị thấy rẻ quá trời rẻ. Con đường này là cũng giờ cao điểm cũng kẹt xe dữ lắm các anh chị. Đây là đường Trương Định. Trương Định. Còn bên tay phải đây hình như là bên Đòn quá. Ồ, bên kia đường là các anh chị thấy là hàng loạt quán đóng cửa nè. Cái quán này là các anh chị nhà hàng rồi nè. Đó, để nguyên cái mặt bằng trống luôn các anh chị. Đó. Quá trời. Quán ăn nhà hàng bây giờ các anh chị thấy buôn bán ế ẩm. Ồ, tiền thuê không cũng mệt các anh chị. Thuê mấy trăm triệu một tháng không ai vào hết luôn, cái gì gồng không mệt, gồng không nổi, chẳng thà buông các anh chị một lần đau thôi chứ mà để kéo dài là mệt, kéo dài hoài là trả tiền thuê mặt bằng là mệt luôn. Đây là hình như là cái ngay cái ngã tư đường đường gì ta, đường Bà Huyện Thanh Hồ, Thanh Quan các anh chị. Ở đây là ngay cái ngã tư đường Bà Huyện Thanh Quan. Chúng ta sẽ tiếp tục đi hết cái con đường Hiền Vương này nha các anh chị. Mình sẽ đi ra tới ngay cái ngã 6 Dân Chủ luôn. Đó, các anh chị thấy ở trên cái đường Hiền Vương, cái mảng xanh rất là đẹp các anh chị. Đó, bên tay phải đây đó là như hai cái đoạn này đó là cái doanh trại quân đội các anh chị, còn bên trái là trường Đại học Sài Gòn. Chắc đây là cái chi nhánh quá, cơ sở 2 quá, còn cái Đại học Sài Gòn là ngay cái đường An Dương Vương ở quận 5 đó các anh chị, trường rất là lớn. Tiếp tục cái ngã tư. Đây là cái ngã tư đường đường Nguyễn Thông các anh chị, đường Nguyễn Thông. Đó, đi vào trung tâm Sài Gòn là các anh chị đi một chút là đèn đỏ, một chút là đèn đỏ à các anh chị. Ủa, cái xe gì nè, cái xe gì ngoài trước nè, à cái xe cẩu quá các anh chị, cẩu mấy cái qua chờ. Đây ngã tư Nguyễn Thông cũng sắp ra cái ngã 6 Dân Chủ rồi đó các anh chị. Ở trên đường này mình nhớ là hình như là cũng có một hai quán gì đóng cửa. Ở bên kia đó các anh chị, mình mới đi qua đó, tại đang chạy xe không có dám ngừng ngang các anh chị, xe dưới người ta chạy lên. À, tiếp tục bên tay phải màn hình các anh chị nè, đây là một cái cũng là cái quán bán mấy cái ẩm, bán ẩm thực đó các anh chị, ẩm thực Đà Nẵng gì nè, những cái món ăn của Đà Nẵng đó các anh chị. Đó, nguyên một cái màu xanh lá rất là đẹp. Cuối cùng các anh chị thấy em cũng ế ẩm, cũng đóng cửa trả mặt bằng, nguyên cái mặt bằng ngay chỗ này lớn lắm. Đó, rồi chúng ta ra lại ngay cái đường ra cái ngã 6 Dân Chủ rồi các anh chị. Chúng ta ra ngã 6 Dân Chủ rồi. Đó, cái con đường ngã 6 Dân Chủ này là Cách Mạng tháng 8, Lê Văn Duyệt, 3 tháng 2, Trần Quốc Toản ngày xưa. Rất là nhiều các anh chị ngã 6 Dân Chủ. Chắc mình sẽ đi đi qua luôn cho các anh chị xem cái hiện nay cái những cái ngay cái bùng binh này là kẹt xe nhiều lắm các anh chị. Để mình coi qua đường, mình sẽ qua ngay cái đường 3 tháng 2, con đường Trần Quốc Toản. Hiện nay là có
ngã 7 Lý Thái Tổ và ngã 6 Chợ Lớn các anh chị đang đề xuất là làm cái cầu vượt. Bên tay phải màn hình các anh chị là đường Cách Mạng Tháng 8, đường Lê Văn Duyệt ngày xưa. Xe đông quá trời đông. Đó, trước màn hình các anh chị đây là đường 3 tháng 2, con đường Trần Quốc Toản ngày xưa. Đó, đi thẳng ra hết đường là chúng ta sẽ ra ngay cái vòng xây cây gõ các anh chị. Dạ rồi, video đến đây cũng khá là dài rồi các anh chị. Bình xin phép là ngừng video tại đây. Cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn cũng đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.